Thưa quý vị, nạn buôn bán người sang Campuchia là một trong những vấn đề được dư luận cả nước quan tâm trong thời gian gần đây. Vấn nạn này xảy ra ở nhiều tỉnh thành với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng khi chưa thể thống kê số nạn nhân bị lừa bán và số phận của họ ra sao. Không chỉ là thanh niên, qua rà soát còn có nhiều trường hợp nạn nhân trong độ tuổi đi học đã bị các đối tượng môi giới lừa bán sang Campuchia để làm việc trong các casino, cơ sở đánh bạc trực tuyến. Một số em may mắn được giải cứu và vẫn chưa hết ám ảnh sau khi vỡ mộng trước hiện thực khắc nghiệt lao động trái phép tại Campuchia. Đây là trường hợp nạn nhân bị lừa bán sang Campuchia đã được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa và gia đình giải cứu, trở về nhà tại thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn được 2 tháng. Nạn nhân này mới 16 tuổi, còn đang đi học, nhưng đã bị các đối tượng môi giới dùng thủ đoạn để dụ dỗ, lôi kéo với những lời mời chào hấp dẫn, việc nhẹ, lương cao. Khi đã lừa được nạn nhân sang đến Campuchia, chúng yêu cầu nạn nhân lôi kéo người khác sang làm, thay vị trí, còn không phải nộp 90 triệu đồng tiền chuộc mới được trở về Việt Nam. Đối tượng nói là được đi miễn phí sang đấy ăn ở tốt, tiền lương cao. Em làm công việc là gọi điện cho người Việt Nam mình để lừa đảo họ. Sang đấy họ bắt làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Nếu không làm được thì họ phạt. Trường hợp này cũng là học sinh ở thành phố Thanh Hóa bị lừa bán sang Campuchia, được gia đình chuộc về với số tiền hơn 200 triệu đồng. Vỡ mộng với những lời hứa của các đối tượng môi giới, nạn nhân làm một ngày 16 tiếng tại cơ sở đánh bạc trực tuyến ở Campuchia. Nếu không làm được việc, nạn nhân sẽ bị bán qua công ty khác và không được về. Ngoài cái địa bàn Campuchia thì cũng phát hiện các đối tượng đưa người xuất cảnh lao động trái phép sang Myanmar, Philippines. Các đối tượng hướng đến thì vẫn là thanh niên, thiếu niên. Đặc biệt nguy hiểm hơn là chúng hướng đến các đối tượng là học sinh. Qua rà soát, chúng tôi đã phát hiện 11 trường hợp là các học sinh ở các trường phổ thông đã bị các đối tượng môi giới lừa bán sang Campuchia. Đa phần các nạn nhân mà đối tượng lừa đảo hướng tới đều có nhận thức, tư duy chưa đầy đủ, gia đình hoàn cảnh, bố mẹ không thường xuyên quan tâm, định hướng cho con cái. Đến nay, trong số 11 trường hợp nạn nhân là học sinh bị lừa bán sang Campuchia, 4 trường hợp đã được giải cứu về nước, 7 trường hợp đã được cơ quan chức năng phát hiện và ngăn chặn kịp thời khi đang có ý định xuất cảnh sang Campuchia.